morning, DJ Family. Xin chào buổi sáng cô chú, anh chị em và các bạn. Ngày hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Gia đình DJ sẽ đi dạo và chia sẻ với các bạn một nhà hàng có tên là Old Town Hồng Kông, nằm ở Barangaroo. Nhà hàng này thì giá cả cũng vừa phải và đồ ăn thì họ nấu cũng hợp khẩu vị với Á Châu mình. Và bây giờ thì mình mời mọi người cùng đi với DJ Family nha. Này có bắp kim đắc nữa nè,
rồi có barbecue, bò heo vịt cá xíu. Rồi ở đây thì có la xá súp này, bò mi. Ở đây thì có tôm hùm sống, ở đây xíu súp này, tôm hùm sống các bạn. Có bíp đi này, cá. Rất là nhiều món menu rất là đặc sắc. Còn mì xào, cơm chiên. Rồi đây Đần đã lựa được món gì chưa? Đây Đần. Đây Đần. Udon hả? Ok. Đây Đần nó giỏi lắm mà, nó rót nước cho mọi người này. Nước ngọt là nó không uống đâu nha. Mình rót trong có thể đo nhưng mà để mọi người bằng nhau đó. Thank you Jayden. Món thứ nhất đã ra các bạn nè. Món này là món bánh bao. Anh dở cho em đi. Đó. Món bánh bao 4 cái, một cái là nhân heo quay, một cái là nhân vịt, một cái là nhân xá xíu, một cái là nhân gì á. Một cái là nhân lem các bạn ạ. Mình giống như hình này, 4 cái như này này. Thì là giá là 25 đô các bạn ạ. Cái này là bánh bao. 25 đô một dĩa này. Are you trash? Are you trash? Rồi cái này là vịt đấy, vịt đấy, dây đần ạ. Đắp đấy. Món nữa ra món này là món dumpling. Oh, this is after. Các bạn xem thấy đam bỏ lại. We need to put a soup on this. It's very hot. Can you put soup on this? Yeah, it's hot. Don't put it. Let me do it. Món này là món bánh bao các bạn ạ. Yeah, it's by the spoon. Bao hấp nha. Dĩa này là cháo long bao nè, pork min dumpling, bánh bao thịt heo các bạn, rồi 3 đồng 80 sen, 3 đồng 80 sen kho 6 cái. Bring the soup first. They put the whole thing in your mouth. Put the whole spoon in the mouth. Yeah. Nóng ấy con, cái ông nóng ấy. You take the soup first, huh? Yeah, yeah. Is that it? Is that hot? Yeah, it's so hot. Not hot, it's hot. It's good. Đó, bánh bao bít miếng tam linh, sốt. Nóng quá à, mẹ nói nóng mà. Ngon không Jason? Jason ngon không? Yeah, chicken feet. Yeah, thank you. Bây giờ Jason nó biết ăn chicken feet này, nó vào nó nhiều nó. Don't you just grab it and chop it and then eat the fingers? I'm at the feet, the nose, the bones. Here, help me eat them. Oh, món chicken feet ở đây các bạn này. 12 đồng 80 sen nha. Very good.
đi shop con à. Gia đình nó mời cô chú chứ nhỉ? Chưa mời gì cả. Hả? Con to lên, con mời cô chú. Ăn sáng. Ăn sáng. Dạ. Yeah. Đi xin mời chưa? Con mừng quý cô chú ăn sáng. Ăn sáng. Ăn sáng không phải ăn sâm. Đi đi xe. Đi đi xe. Ngon không? Đó, Jason nhìn nó ngồi cười. Jason nó gọi chicken fish ăn là Jason gọi chicken fish là nó phải ăn hết cái này nha Jason nha. Ba review món này đi à. Nhi ăn món này đi con. Nhi try chicken fish đi. Ngon lắm mà. Ngon không Jason? Hả? Ngon à? Yeah, đưa cho ba cái ba chỉ nó. Đây ba chỉ, đó Nhi gấp cho ba này. Đó Nhi ba nè. Nhìn ba này ăn nó phải nhả xương ra chứ phải ăn nuốt xương thôi nhá. Đó, rồi ăn xong rồi chewy xong. Xong rồi bỏ xương ra. Rồi. Ôi dây đần nó muốn try kìa, Nhi gắp cho dây đần cái kìa. You buy on the side. Good hả? No. Dây đần no. Đó. Xem. Hả? Ngon không Jason? Hả? Ngon không? Jason, Jason nó đi ăn nhà nhẩm xà, nó thấy mọi người hay ăn bữa nay nó đòi ăn món đấy. Ngon mà con hả? Đấy nhá. Đấy nó nhả xương ra. Nhả xương ra đừng có nuốt xương nhá. Rồi bây giờ dây đền ăn này đi. I think this one good one. Yeah, the duck one. Rồi lấy cái này ra. Yes. Thôi đừng có làm thế. Dơ đấy con. Bỏ đây. Put here. No 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 no. Rồi. Rồi ăn đi mà. Ăn thì review cho cô chú coi ở đây có ngon không. Ngon không? Ừ? Ngon à? Đây Trần nó ngồi nó gặm nó sắp hết nửa cái chân rồi. Trần nó giỏi quá à, nó biết ăn này đúng rồi đó. Nhả xương lên vậy thôi. Dây đần lúc này nó thích ăn đồ Á Châu lắm nha. Trước khi đi nó nói là ăn cái món ăn nhà hàng nào mà có cái món món gì của Asian food này. Đó, món này món mì phở xào. Nhi không ăn thì món gì nó không ăn đấy Nhi. À đây món phở xào thịt bò các bạn ạ. 2 đồng 80 sen. Jason nó chê rồi ba kìa. Đó, nó gặm được nửa cái. Gặm được 4 cái móng. Cho anh lại vào đây nhé. Đó, Jason. Món này món tôm các bạn nha. Tôm nó chiên với lòng đỏ trứng 38 đô 80 sen. Và món này là món bít bi các bạn ạ. Bít bi xào có bún ở dưới nha. Là 75 đô 80 sen cái món này các bạn nè. 75 đô 80 sen.
đình Dry Brunnen, gia đình nói mẹ có ngon không nha. Ô, con ăn cái đấy nè. Not this one, this one là theo. Ngon không đây Jason? Món này ngon hả? Món này ngon không Jason? Jason, ngon. Món là mì. Over medium. À, over medium. Jason nó nói là đồ ăn ở đây. Đình nói đồ ăn ở đây thì bình thường thôi, cô chú nha, đó là gia đình nha. Món này gia đình nó chê ở đây không có ngon, mà ba Phi ăn thì ba Phi nói ngon. À, thêm một món nữa ra là gà chiên nữa các bạn ạ. Đó, gà chiên món này là 26 đồng 80 sen nha các bạn. Rồi gia đình review cho mẹ món này có ngon không? Oh my god, why do I have to view everything? Chấm ở đây này, dip in this sauce này con. Chili. À, chili không ngon, không cay đâu. Ngon không? Hả con? Wait, I need to try the chicken. À. Hỏi nó ngon rồi. Từ để nó ăn và miếng gà đã. Ngon hả con? If we had like aioli, this would be good. À, nó đây đừng nói món này ngon nhưng mà đừng có chấm vào cái nước sốt này, mà nếu mà có nước sốt aioli sốt ấy, thì chấm ngon hơn. Đây là món món kem chiên. Kem chiên ở nhà hàng. What are you eating in life? Get a fool. Oh yeah. Ngon không ngon? Jayden, ngon không? Rồi turn around lại xem nào. Kem chiên. Melted. Mày giòn trong chảy. Hơi chật các bạn ạ. Các bạn ngồi ở ngoài này thì thoáng hơn. I got the jackpot. Hết bao nhiêu cả thầy? No, Jason, I got the jackpot. Đó, nhà mình ăn bao nhiêu món? 2, 4, 6, 8 món các bạn ạ. 8 món và total bill là 229 đồng 30 sen. Đó. Đó, nhà hàng này thì giá thì không có mắc các bạn nhá. Đó, đồ ăn thì cũng là ngon. Chỉ có Jayden là Jayden chấm điểm mà đồ ăn ở đây chỉ medium thôi cô chú ạ. Nhưng mà mẹ Trang và cả nhà ăn thì thấy ngon. Mẹ ăn thấy ngon mà Jayden. 7.5 out of 10. Nè, đây đừng chấm 7.5 out of 10. Rồi.
giờ mình đi tiếp nha. Sau khi ăn xong thì bây giờ nhà mình đi shopping các bạn ạ. Đó, đây là đường này là đường George Street nha. Đường George Street và đây là công ty Apple Phone. Cha con nó muốn coi phone. Hãng phone bán phone Apple các bạn ạ. Gia đình muốn mua gì không? No. No à? Gia đình nó chỉ cần ăn no bụng thôi đúng không? Bữa nay cũng vắng à các bạn, không phải xếp hàng. Đó. Đây coi phone. Nghe phone đây này con. iPhone 15 Pro and 15 Pro Max. This and this same size, this one only. Không muốn cái nào? Wow. Con đi coi mua cho Nhi cái phone. Đó. Đó, nhà mình vừa đấy ở Apple Store ra các bạn nè. Đó, và mua iPhone cho Nhi. Đó. Nhi à. Bây giờ mẹ đi mua cover với cả dán màn hình cho Nhi hả? Nhi có phone mới này, nó thích lắm à? Hả? Nhưng mà không say thank you hả? Thank you more than that. Okay, now we go Chinatown to buy cover. Các bạn mà mua phone ấy, đi tới Chinatown thì mua vỏ phone rồi dán màn hình rẻ nha các bạn. Rồi bây giờ we go, we walk to Chinatown. Okay, let's go. Có muốn ice cream gì? Darling Harbor bây giờ người ta mở gống trà trong rồi các bạn nè. Đó, mua ở đây rất là tiện. Như Jason mới mua. Trà rồi không mẹ mua kem chứ nhỉ?
Nhà mình đã đi bộ về tới Chinatown Market rồi các bạn này. Đó, đi vô trong đây thì không thiếu thứ gì mà lại giá cả thì lại rẻ nữa. Bây giờ thì nhà mình sẽ đi kiếm và mua cái vỏ phôn. Quán kem Masina các bạn ạ. Quán kem này ở Darling Harbor nha. Quán kem này nằm ở trong cái hẻm này các bạn. Nó kem ở đây có đủ vị các bạn nè. Jason ăn coffee flavor, and Jaden ăn cookie and cream, and Nhi ăn matcha. Ngon không con? Kem ở đây ngon không Jaden? Very good hả? Vừa nãy nhà mình muốn review các bạn cái quán kem kia mà xếp hàng nó đông quá các bạn ạ. Đông quá mà về đây về Darling Harbor quán kem này cũng xếp hàng. Ngon hả Jaden? Thế à? Jaden nó ở kem ở đây là ngon nhất đấy. Daddy có uống bia không? Vô mua phôn xong rồi vô Chinatown này mua vỏ mới dán mặt mà vỏ mới dán mặt là hết có $50 các bạn. Rẻ hơn là mình mua ở mà mấy cái tiệm mà bán vỏ chuyên bán vỏ phôn các bạn. Ở Chinatown là rẻ nhất đấy. Nếu các bạn đi du lịch các bạn vô chợ Chinatown và mua vỏ phôn sạc phôn. What time is it on your phone? On the phone. 4:00 something. Oh. Đây đần nó đâu cần gì đâu, nhỉ? Đây trên đần nó chỉ cần ăn ăn no được rồi đúng không? Đây nhì châu. Bỏ phone nha. Mua cái vỏ này nè, cái dán mặt nè, đó, $50. Buổi chiều mùa hè các bạn đi tới là Darling Harbor ở đây, có những cái bàn này các bạn này, đó, có những cái bàn này, nhớ cho mọi người ngồi. Và buổi tối thì ở những cái cây này nó răng đèn nha, buổi tối có đèn ở đây chiếu lên đẹp. Bạn tới đây ngồi coi bãi cỏ, có những ghế ngồi, mình đói bụng thì có hàng ăn xung quanh đây nè, ngồi đây rất là mát, ngồi đây mát ha Jason ạ.
ăn mẹ xem bụng nó bự chưa nào. Chưa. Rồi bây giờ đã sẩm tối rồi các bạn nè. Thì nhà mình sẽ đi vô Chinatown. Đó, đây là Chinatown. Ở Chinatown thì có cái quán này Queen Pub đấy các bạn. Đó. Nào ở đây cái bánh này ở đây cũng xếp hàng này. Đó. Đây đình Jason nó đã xếp hàng nó mua bánh nó ăn rồi nè. If I get this one, then I eat this one. Ăn đi, review cô chú ngồi có ngon không? Ngon không con? Trong cái này nè, trong hot rồi con. À, trong có phim mì. Rồi, gia đình. Đó, tiệm ở ngay cổng đầu Chinatown á các bạn nhỉ. Ngon rồi con. No, but it's so hot. Yeah. Sau khi đi chơi một vòng, bây giờ trời đã sẩm tối này các bạn. Đó, thì nhà mình đi từ nãy giờ nó cứ mê mẩn với cái phone mới của nó này. Nó đâu có đói đâu, về anh nhỉ? Mà Jayden thì nó kêu nó đói rồi. Jayden thì nó thích món vịt quay ở cái tiệm Super Bowl á các bạn. Tiệm mà nhà mình hay ăn tối ăn khuya ở đây á. Đó, tiệm có tên là Super Bowl nha các bạn. Ở trong cái hẻm Chinatown. Tiệm này đủ các món này các bạn. Cả nhà ai cũng còn no mà Jayden thì nó đã đói rồi. Nó mê cái món vịt quay ở đây, nó đòi về đây ăn vịt quay. Nó đi một vòng nó đói, nó ăn kem xong rồi nó ăn kem xong bây giờ nó đói bụng. Rồi gia đình ăn cô chú ăn coi, gia đình ăn mọi người ăn trước. Cơm ăn fish bowl. Đúng rồi. Rồi ăn đi ạ. Đó, fish bowl ở đây nó cay như vậy mà nó nghiền rồi nó. Cay quá. Nhảy lên đó, mời mọi người ăn tối. Rồi nhà mình mới ăn tối xong và bây giờ nhà mình đi lấy xe để đi về. Đó thì kết thúc một ngày ở city. City buổi tối thì có những nghệ sĩ đường phố biểu diễn này các bạn nè. Rồi bây giờ mình ra lấy xe đi về nhá. Mọi người chào cô chú đi nè. Bye bye cô chú. Nói good night cô chú. Good night cô chú. Jayden giờ này nó còn khỏe quá à? Hả? Con còn đi bộ được nữa không? Đi bộ một ngày con đi bộ được nữa không? No. What does that mean that we want to walk more? Yeah, you can walk more. Oh yeah, but no, I can walk more to a car, but yeah. I don't want to walk home. Nó có thể quốc đi ra lấy xe thôi cô chú ạ, chứ nó không có đi bộ được nữa, nó mệt quá, nó đi một ngày nó mệt quá rồi.
mà nó ăn nhiều quá à? Hả? I remember nhiều. This place where we got the we got the Korean food. Yeah. That place was kind of. Rồi đây đừng chào cô chú, nay cô chú. Goodbye cô chú. Nay cô chú. Chúc cô chú ngủ ngon. Hả? Chúc cô chú. Chúc cô chú ngủ ngon. Ngủ ngon. Mà. Ba. Yeah.